Rồi, thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây gang vàng lá tròn nha. Cây này là sống khỏe rồi. Cây này cái mã số là 402, có tổng sơ đo hình gốc là 19. Cây này nhà vườn đo tổng hình gốc ngay đây nha, là 19 nè. Cây cao là 28, đang nằm chậu nuôi là 30 x 20 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k, bao ship luôn chậu. Chậu này là chậu men xanh nha. Cây rừng trên thân, cây quái à. Cây sống khỏe này nha. Nó có mấy cái ngọn lũ như đây cây quái. Cây này cái mã số là 402. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k, bao ship luôn chậu nha. Rừng trên thân, cây quái. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.